Kính thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục duy trì và phát triển ổn định các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết, quyết định nhằm tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Trong đó, đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, một số chỉ tiêu khác như thu nhập bình quân đầu người từ 69 triệu đồng một người một năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.000 tỷ đồng trở lên, tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.300 tỷ đồng trở lên, phát triển mới 500 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2021, trong các nghị quyết trên đã đưa ra cụ thể các giải pháp, trong đó quyết định số 57 trên QĐ gạch UBND ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2021: đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển. Phương châm hành động năm 2021 của tỉnh ủy: đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển. Đồng thời cũng xác định và giao triển khai thực hiện 106 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, 31 đề án cần tập trung thực hiện. Nhân buổi họp mặt với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức vào trung tuần tháng 3 năm 2021, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chia sẻ một số thông tin quan trọng sau khi tham dự hội nghị lần thứ 3 về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào trung tuần tháng 3 mới đây, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Dự kiến Chính phủ sẽ vay khoảng 2 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Thế giới. Thì vấn đề này để mà đầu tư hạ tầng cho đồng bằng sông Cửu Long. Còn về phương thức vay thế nào, đó là chọn công trình như thế nào, hình thức đầu tư thế nào, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ giao cho Bộ Ngành Trung ương kết hợp với địa phương để thực hiện. Vấn đề thứ hai đó là quy hoạch điện sắp tới đây, điện 8 đó, gọi tóm tắt là điện 8, giai đoạn từ nay đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đó, thì hầu hết đại biểu đều không đồng tình với việc mà cho đầu tư nhà máy nhiệt điện, tức là ý muốn nói vấn đề mà bảo vệ môi trường. Anh Bạc Liêu thì anh nói là nhiệt điện thì môi trường nuôi tôm không được, vân vân. Thì quan điểm của Trà Vinh là cũng vậy, và quan tâm nhiều đến vấn đề mà đầu tư điện năng lượng sạch, tức là điện gió, điện mặt trời, vân vân. Thì Trà Vinh cũng hiện nay cũng thực hiện đúng hướng. Còn về phát triển những vấn đề có liên quan thì các đại biểu đều tập trung vấn đề mà liên kết vùng, tức là đến giờ này thì không thể nói Trà Vinh cần làm cái gì hay là Bến Tre cần làm cái gì, mà phải nói cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long là sẽ cùng nhau làm cái gì để chi, để nó có tính chất liên vùng như hồi nãy quý đại biểu có nói đó. Ví dụ như Bộ trưởng Bộ Giao thông có nói là sẽ mở cao tốc Cà Mau Cần Thơ và sẽ mở cao tốc Long Xuyên Cần Thơ Sóc Trăng, và có một cái cảng cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long này để xuất khẩu hàng hóa đi ra nước ngoài. Toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long là thành phố Hồ Chí Minh mình không kể, về đây là không có cái cảng hàng hóa, cái cảng tổng hợp nào để làm cái đầu mối để xuất khẩu ra nước ngoài. Thì điều đó mình nói rằng là cái nó bị nghẽn ở chỗ này. Tất cả những cái hàng mà đồng bằng sông là đa phần là hàng nông sản thì cồng kềnh thì chở ngược về mấy cái 100 cây số lên Hồ Chí Minh để xuất khẩu thì rất là khó, chi phí rất là bất lợi. Cho nên Chính phủ cũng thấy được điều này và cũng sẽ tập trung đầu tư. Và riêng Trà Vinh thì nhắc lại cái dự án là cao tốc Vĩnh Long Đồng Tháp, Trà Vinh Vĩnh Long đó, thì cái cao tốc Hồng Ngự Trà Vinh. Thì vấn đề này hôm rồi mình làm việc với Trung ương cũng có đề nghị là kéo cao tốc này về Trà Vinh để gắn với cái việc mà Trà Vinh đang đề nghị đầu tư cái cảng ở Duyên Hải để làm cái quy hoạch tổng thể chung thực hiện cái dự án khu kinh tế Định An. Còn đầu tư trung hạn sắp tới thì vốn Trung ương sẽ phân bổ cho, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư báo là sẽ tăng 1,96 lần so với giai đoạn trước, tức là giai đoạn 2021-25 này tăng là từ 29.000 tỷ đồng của khóa trước, và khóa này thì tăng lên là 57.000 tỷ đồng đầu tư vùng này. Thì điều đó nói rằng là Trung ương cũng rất quan tâm để đầu tư hạ tầng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, sẽ tạo những cơ hội thuận lợi và cũng đặt ra những khó khăn thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã. Để tận dụng cơ hội thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Trong đó, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế, quyết định sức mạnh và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh phải thấy được trách nhiệm, sứ mệnh của mình, đoàn kết, hợp tác, tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn thách thức. Chủ động sáng tạo, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp để không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ do mình cung ứng, thì mới đứng vững trên thị trường trong nước và ngoài nước. Các sở ngành chức năng trong tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2021 sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh kinh phí dự kiến trên 1 tỷ đồng. Về các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thì tùy theo địa bàn có các chính sách ưu đãi như sau. Thứ nhất là về áp dụng mức thuế sức thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định số 218. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư. Miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo nghị định số 46 của chính phủ. Ngành nghề thì đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư thì theo phụ lục 1 của nghị định 118. Còn đối với ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thuộc thực hiện tại địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú, khu kinh tế Đại An. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, thành phố Chợ Vinh và khu công nghiệp Cổ Chiên. Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn. Ngoài ra thì tỉnh cũng đã cụ thể hóa và ban hành một số chính sách ưu đãi cụ thể trên địa bàn như nghị quyết số 11 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Chợ Vinh. Nghị quyết này cũng đã được sửa đổi thêm một số phần tại nghị quyết số 80 ngày 12 tháng 4 năm 2019. Nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh, tỉnh Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế, đất đai. Trong đó, nghị quyết số 67 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức hỗ trợ về giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quy định mức ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có vốn nhà nước, với mức hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng, không bao gồm chi phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan, và không quá 50 triệu đồng cho một dự án trong một năm, thời gian hỗ trợ là 5 năm. Tôi cũng xin thông tin một số dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Trong khu kinh tế Đại An thì có 7 dự án, đối với lĩnh vực công nghiệp thì có 2 dự án kêu gọi đầu tư, đó là dự án xây dựng nhà máy chế biến trái cây, địa điểm ở các huyện Cầu Kè, Càng Long, quy mô 30.000 đến 40.000 tấn năm, dự kiến đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Hai là dự án nhà máy chế biến sản phẩm từ cây dừa như là cơm dừa, vỏ trái dừa, gáo dừa thì địa điểm là các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, quy mô là 100.000 tấn năm, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ. Lĩnh vực nông nghiệp có 3 dự án tập trung kêu gọi đầu tư, đó là dự án nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, địa điểm tại huyện Tiểu Cần, quy mô 50 ha. Dự án đầu tư nuôi tôm nước lợ thâm canh mật độ cao, địa điểm các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, quy mô theo đề xuất của nhà đầu tư. 3 là dự án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu phộng, địa điểm huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải, quy mô theo nhà đầu tư đề xuất. Về lĩnh vực kết cấu hạ tầng có 4 dự án mà tỉnh kêu gọi đầu tư. Thứ nhất là dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Sa Bình, địa điểm xã Long Đức, thành phố Chợ Vinh, tỉnh Chợ Vinh, quy mô là 32 ha. 2 là dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, quy mô 40 ha. 3 là dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Ngãi, địa điểm xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Chợ Vinh, quy mô 21 ha. 4 là dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, xã Phú Cần, huyện Tân Cần, quy mô 10,5 ha. Năm 2021, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác xã phát triển nhanh bền vững, phải có sự tham gia tích cực và đồng hành cùng doanh nghiệp hợp tác xã của các ngành các cấp, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp hợp tác xã. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết và trả lời thỏa đáng các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức, nhất là trong hội nhập và dịch bệnh COVID-19. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận doanh nghiệp, hợp tác xã để tư vấn cho vay đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhất là hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, cơ cấu lại các khoản vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, triển khai chương trình cho vay thí điểm mô hình liên kết sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao, liên kết trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp, các ban quản lý dự án, các sở ngành tỉnh có liên quan
tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Canada tài trợ, chú trọng hoạt động khởi nghiệp trong quản lý vốn của doanh nghiệp và các chuỗi giá trị, tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, giải quyết những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã theo thẩm quyền. Đối với các hộ kinh doanh đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để được tư vấn hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển lên doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề kinh tế kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.